Xin chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dịch TV. Hiện giờ tôi đang di chuyển trên con đường ven biển từ thành phố Cam Ranh đến với thành phố biển Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ đang là 5 giờ sáng và chỉ còn ít phút nữa thôi, mặt trời sẽ bắt đầu xuất hiện trên cung đường ven biển này. Từ Cam Ranh thì chúng ta hiện có hai con đường để đến với Nha Trang. Một là đi theo đường quốc lộ 1A và hai là đi theo con đường ven biển. Con đường ven biển này mang tên sông Lô Hòn Rớ, được thành lập vào năm 2004 cùng với dự án tái lập sân bay dân dụng Cam Ranh. Mục đích là để tạo ra con đường ven biển nối Cam Ranh với Nha Trang và đi qua khu vực sân bay quốc tế Cam Ranh, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Đường sông Lô Hòn Rớ có chiều dài khoảng 20 km, đi ven theo đường bờ biển của thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và thành phố Nha Trang. Đây được xem là một trong những con đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam. Theo cung đường này thì du khách sẽ nhìn ngắm được nhiều thắng cảnh ở hai bên đường như là đầm Thủy Triều, vịnh Cam Ranh, sân bay quốc tế Cam Ranh, thủ đô resort 5 sao, bãi dài, đèo Cù Hin, vịnh Nha Trang. Xa xa quý vị có thể nhìn thấy một dãy núi đang ẵn ngữ trước mặt, đó chính là bán đảo Cam Ranh. Những tia nắng đầu tiên đã dần dần xuất hiện sau dãy núi này, tạo ra một khung cảnh cực kỳ huyền ảo. Càng lại gần biển, cảnh bình minh lại càng rõ nét. Xe của đoàn chúng tôi đang chuẩn bị đi qua một cây cầu rất nổi tiếng tại khu vực này. Đây chính là cây cầu Long Hồ, bắc qua đầm Thủy Triều, sang phía bên kia là bán đảo Cam Ranh. Cây cầu này vốn do chính quyền Sài Gòn cho xây dựng, đến nay đã hơn 60 tuổi. Mục đích là để kết nối quốc lộ 1A và quân cảng Cam Ranh. Trải qua hơn nửa thế kỷ, cây cầu này đã xuống cấp nhiều và không còn đảm bảo được an toàn độ thông thuyền cho tàu bè qua lại bên dưới. Nên hiện nay chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang triển khai dự án xây dựng cây cầu Long Hồ mới. Theo đó, cây cầu mới sẽ rộng 6 làn xe, nối quốc lộ 1A với sân bay quốc tế Cam Ranh qua đầm Thủy Triều. Phía trước mặt là con đường đi thẳng vào quân cảng Cam Ranh thuộc vùng 4 Hải quân. Đây được xem là quân cảng số 1 của Việt Nam hiện nay. Nơi đây hiện đang sở hữu rất nhiều tàu ngầm và chiến hạm cực kỳ hiện đại, được mua từ Nga, đi tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam. Trong suốt hơn 100 năm, quân cảng Cam Ranh được nhiều quân đội sử dụng làm căn cứ quân sự trên biển như là Pháp, Nhật, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Liên Xô cũ, Nga, và hiện nay là do Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân của Việt Nam quản lý và bảo vệ. Còn liền kề phía bên tay trái đây là đầm Thủy Triều, một đầm nước mặn nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, trải dài trên địa phận của thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm. Nơi đây nổi tiếng với nhiều loại hải sản quý hiếm và bổ dưỡng, đặc biệt nhất đó chính là sò huyết, sánh ngang với thương hiệu sò huyết đầm Ô Loan của Phú Yên và sò huyết Phá Tam Giang ở Thừa Thiên Huế. Phía xa xa bên tay trái quý vị có thể nhìn thấy được một công trình kiến trúc Pháp cổ đang nằm sát bên bờ đầm Thủy Triều. Theo tôi đi tìm hiểu thì đây chính là Đan viện Si Tô Mỹ Ca, được Pháp xây dựng cách nay gần 100 năm, có cùng kiến trúc Gô Tích và niên đại xây dựng với nhà thờ đá Nha Trang. Xưa kia khi chưa có cây cầu Long Hồ, muốn đến đây thì phải bơi bằng thuyền, vì thế đan viện này rất ít người biết đến. Sau năm 1975, đan viện này ngưng hoạt động và bị bỏ hoang cho đến nay. Theo một số nguồn tin thì nhà thờ cổ này sắp bị đập bỏ để nhường chỗ cho một dự án du lịch rất quy mô đang được triển khai. Điều này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận trong suốt nhiều năm qua. Phía bên tay phải đây chính là Học viện Hàng không Việt Nam cơ sở 3, nơi đào tạo một số chuyên ngành thuộc hàng không dân dụng, đặc biệt là phi công. Đi qua khu vực này thì quý vị sẽ thấy một con đường dẫn vào sân bay quốc tế Cam Ranh, gồm nhà ga nội địa được xây dựng năm 2004 từ sân bay quân sự trước kia và một nhà ga quốc tế mới hoàn toàn vừa được xây dựng cách đây vài năm. Về lịch sử thì sân bay này vốn do Mỹ cho xây dựng vào năm 1965 cùng với cảng Cam Ranh, thuộc căn cứ quân sự và hậu cần bất khả xâm phạm cho lực lượng hải, lục và không quân của Mỹ. Căn cứ này cũng chính là bàn đạp để Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam trong suốt 8 năm, từ năm 1965 đến năm 1973.
Có những lúc tần suất hạ cánh và cất cánh ở sân bay Cam Ranh này được xếp vào hàng cao nhất của thế giới. Đến năm 2004, sân bay quân sự Cam Ranh được chuyển đổi sang dân dụng và trở thành sân bay chính của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung. Trước dịch Covid-19 thì lượng khách du lịch quốc tế đáp xuống sân bay Cam Ranh cực kỳ đông. Đông nhất phải kể đến là khách Trung và khách Hàn. Đây cũng chính là nguồn khách chính của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Từ sân bay quốc tế Cam Ranh, du khách chỉ cần ngồi xe khoảng 30 phút nữa là đã về đến trung tâm của thành phố Nha Trang. Quý vị có thể nhìn thấy ở hai bên đường đoạn qua khu vực này có rất nhiều cồn cát trắng tinh. Đây chính là mỏ cát Thủy Triều, vốn là mỏ cát thủy tinh lớn nhất của cả nước với trữ lượng lên tới 41 triệu tấn. Mỏ cát của tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng bậc nhất của thế giới về chất lượng, ít tạp chất và đạt tiêu chuẩn để sản xuất thủy tinh cao cấp. Hơn 3 thập niên đã qua, cát trắng Thủy Triều thường xuyên có mặt ở Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia. Ngoài việc làm ra thủy tinh thì cát trắng này là nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm pha lê, đến kính tấm xây dựng, sợi cáp quang, màn hình computer và cả những con chip điện tử cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì hiện nay chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã cho tạm ngưng việc khai thác cát thủy tinh tại đây và ưu tiên phát triển những dự án resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp để phục vụ cho ngành du lịch. Phía trước mặt quý vị đây là hàng loạt các dự án khu resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao thuộc địa phận của thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành thủ đô resort cao cấp của Việt Nam. Nếu xét về tiềm năng phát triển du lịch thì tỉnh Khánh Hòa được xem là một trong những địa phương có lợi thế lớn nhất của cả nước. Với đường bờ biển dài 200 km với khoảng 200 hòn đảo lớn nhỏ, 3 vịnh biển đẹp tầm thế giới cùng với sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa thực sự trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng được du khách trên toàn thế giới yêu thích. Nếu như trước đây thì tỉnh Khánh Hòa tập trung phát triển du lịch tại Nha Trang thì trong giai đoạn sắp tới, khu vực Cam Ranh và Cam Lâm sẽ được ưu tiên để phát triển với hàng loạt các dự án du lịch mang tầm vóc quốc tế. Theo Sở Khoa học và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, hiện nay tại khu vực này có 44 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Trong đó có 26 dự án đã được cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng. 5 dự án đã thi công hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác. Sau khi hoàn thành thì nơi đây sẽ trở thành một thủ đô resort cao cấp của Việt Nam, vượt qua cả quy mô của thủ đô resort tại Phan Thiết và Đà Nẵng. Theo đó, du khách sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, chỉ việc ngồi xe ít phút là đến với thủ đô resort này, tha hồ mà chọn lựa khu nghỉ dưỡng theo sở thích của mình. Ngoài các dự án du lịch, thì những người muốn đầu tư bất động sản cũng vô cùng hồ hởi trước những dự án mô hình Condotel tại đây. Theo tôi được biết thì Condotel là từ được viết tắt của từ condo và hotel, có ý nghĩa là căn hộ khách sạn. Đây là khái niệm rất phổ biến trên thị trường thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Điểm khác của Condotel với khách sạn đó là Condotel cho phép khách mua hoàn toàn quyền sở hữu căn hộ để nghỉ dưỡng và cho thuê lại. Mô hình dự án Condotel đang trở thành xu hướng của bất động sản nghỉ dưỡng trên toàn thế giới bởi những lợi ích kép mà nó mang lại, bao gồm đầu tư, nghỉ dưỡng, cho thuê và trao đổi với các resort liên kết ở các quốc gia khác. Theo thống kê thì tại khu vực này có trên 10.000 sản phẩm Condotel đang được xây dựng và triển khai. Khách hàng mua bất động sản Condotel tại Nha Trang và khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ thủ đô Hà Nội, chiếm trên 50%, còn lại là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Kiều và các tỉnh lân cận và người dân địa phương. Phía trước mặt quý vị đây có một dãy núi cực kỳ đồ sộ đang án ngữ trước mặt xe. Đây chính là dãy núi Cù Hin, có đỉnh cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển. Đây được mệnh danh là nóc nhà của Nha Trang. Và đứng trên đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn bao quát được vịnh Nha Trang, bãi dài và thành phố biển. Dự án con đường sông Lô Hòn Rớ được mở ra chạy qua sườn núi này đã tạo nên một con đường đèo sở hữu view ngắm biển cực kỳ lý tưởng. Con đèo này mang tên đèo Cù Hin
dài gần 10 km. Đó cũng chính là ranh giới giữa huyện Cam Lâm bên này và thành phố Nha Trang phía bên kia. Còn phía trước mặt bên tay phải đây là con đường dẫn vào khu du lịch Bãi Dài. Đây được xem là bãi tắm đẹp nhất tại khu vực này. Bãi Dài sở hữu bãi cát dài, trắng tinh và nước biển cực kỳ trong xanh. Tuy nhiên do vị trí nằm xa trung tâm thành phố Nha Trang và chưa được đầu tư tốt nên lượng khách du lịch tìm đến đây để tắm biển vẫn chưa đông. Và bây giờ xe của đoàn chúng tôi đã chính thức leo lên đèo Cù Hiên dài gần 10 km để sang phía bên kia thuộc địa phận thành phố Nha Trang. Ở trên đỉnh đèo Cù Hiên được xem là một trong những nơi ngắm được cảnh bình minh đẹp bậc nhất của nước Việt Nam. Nếu ai muốn được ngắm cảnh bình minh đẹp một cách hoàn hảo nhất thì hãy đến đây vào tầm 4 giờ sáng để có thể đón được những ánh nắng đầu tiên chiếu vào lãnh thổ Việt Nam và nhìn được toàn cảnh mặt trời từ từ nhô lên trên biển. Chắc chắn đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trong hành trình của quý vị. Xét về địa lý thì Khánh Hòa là tỉnh cực đông trên lãnh thổ đất liền của Việt Nam. Có điểm xa nhất về phía đông được xác định đó chính là Mũi Đôi thuộc bán đảo Hòn Gốm, thuộc địa phận của xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa, nằm tiếp giáp với địa phận tỉnh Phú Yên. Vì thế mà tỉnh Khánh Hòa luôn thức trước những nơi khác từ 30 đến 60 phút. Nếu xét về hình thể địa lý có thể ví Khánh Hòa như là một Việt Nam thu nhỏ, vì nơi đây sở hữu mọi dạng địa hình từ hải đảo đến với miền núi cao. Thường thì nhắc đến Khánh Hòa, người ta thường hay nghĩ tới một tỉnh duyên hải với đường bờ biển chạy dài tích tắp từ Cam Ranh tới chân đèo cả. Nhiều vịnh, đầm hồ như là vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, rồi đầm Thủy Triều, đầm Nha Phu hay là thắng cảnh Ba Hồ. Những hòn đảo gần bờ hay là hải đảo xa xôi như là huyện đảo Trường Sa. Ngoài ra thì Khánh Hòa còn có những con sông lớn như là sông Cái ở Nha Trang hay là dạng địa hình vùng đồng bằng trồng lúa ở Diên Khánh. Còn ở trong rừng thì có nhiều dòng suối và ngọn thác đẹp, chẳng hạn như là suối Thạch Lâm ở Cam Lâm hay là thác Giang Bay ở Khánh Vĩnh. Còn khu vực phía tây của tỉnh chính là nơi của những dãy núi cao và các con đèo ngoạn mục, không thua kém gì so với các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Chẳng hạn như nổi tiếng nhất phải kể đến đó là con đèo Hòn Giao ở Khánh Vĩnh hướng đi lên Đà Lạt, hay là con đèo Phượng Hoàng ở Ninh Hòa hướng đi lên Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó thì hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được biết đến là địa bàn sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số với nền văn hóa vô cùng đặc sắc, chẳng hạn như là dân tộc Rắc Lây, dân tộc Ê Đê, dân tộc Cờ Ho. Thường thì tour đến với Nha Trang sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày 3 đêm, còn nếu đi bằng đường bay thì sẽ là 3 ngày 2 đêm. Tùy theo nhu cầu khác nhau mà du khách sẽ lựa chọn ở các khách sạn trong trung tâm hay là các khu resort ở ngoài đảo. Cao cấp nhất phải kể đến đó là Vinpearl Nha Trang hay Six Sense Ninh Vân Bay. Trong nhiều năm qua thì Nha Trang luôn là trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước và thường xuyên đăng cai tổ chức các sự kiện sắc đẹp của Việt Nam và thế giới. Vùng đất Nha Trang Khánh Hòa xưa nay được nhiều người biết đến là nơi có vô vàn những sản vật nổi tiếng. Trong dân gian cũng lưu truyền rất nhiều bài thơ, ca dao và tục ngữ miêu tả rất nhiều về những sản vật này, chẳng hạn như yến xào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh, cá trầu Võ Cạnh, sò huyết Thủy Triều, đời anh cay đắng đã nhiều, về đây ngon ngọt sớm chiều cùng em. Tuy nhiên trong số đó, nổi tiếng bậc nhất phải kể đến đó chính là trầm hương. Đây cũng chính là lý do tại sao mà dân gian thường hay gọi nơi đây chính là xứ trầm hương. Ngày nay khi đến với Nha Trang Khánh Hòa du lịch, ngoài các loại hải sản biển ra, quý vị có thể được thưởng thức rất nhiều các món ăn đặc sản dân dã nhưng vô cùng ngon miệng, chẳng hạn như là bún chả cá, nem nướng hay là bánh tráng xoài. Và khi xe lên đến đỉnh đèo Cù Hiên, quý vị có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn cảnh vịnh Nha Trang ở bên dưới. Đây được xem là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam và thế giới. Vịnh Nha Trang sở hữu 19 hòn đảo lớn nhỏ, đều có thể khai thác làm du lịch. Trong đó, Hòn Tre có diện tích lớn nhất và đang được tập đoàn Vingroup đầu tư, khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí tầm cỡ quốc tế. Hòn Mun thì được biết đến là nơi lặn ngắm san hô đẹp nhất của cả nước.
Còn hòn nội, hòn ngoại chính là nơi có nhiều chim yến làm tổ. Nói không qua thì yến xào Khánh Hòa hiện đang là thương hiệu số 1 của Việt Nam hiện nay, được thế giới đánh giá rất cao về mẫu mã và chất lượng. Bên cạnh yến xào thiên nhiên thì hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang rất thành công trong việc tạo ra yến xào trong các mô hình nhà yến đang được xây dựng ngay tại trung tâm của thành phố Nha Trang. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về nghề nuôi yến thì có thể đến tham quan tại làng yến Mai Sinh. Còn nếu quý vị muốn tìm hiểu nghề khai thác yến thiên nhiên thì có thể tham gia vào tour đi đảo ra hòn nội, hòn ngoại. Và có thể nói rằng thế mạnh của du lịch Nha Trang đó chính là loại hình tour biển đảo, hiện đang được khai thác rất hiệu quả với lượng khách rất đều hàng ngày. Trong đó phổ biến nhất phải kể đến đó chính là tour bốn đảo. Chỉ trong một ngày thì du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau trên bốn hòn đảo xinh đẹp trong vịnh Nha Trang. Đó là lặn ngắm san hô ở hòn Mun, tham gia tiệc rượu tại hòn Một, thăm thủy cung Trí Nguyên ở hòn Miễu và vui chơi tắm biển ở hòn Tầm. Quý vị thân mến, vậy là xe của đoàn chúng tôi đã đổ hết con đèo Cù Hin để vào địa phận của thành phố Nha Trang. Liền kề phía bên tay phải đây chính là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất của thành phố biển xinh đẹp này. Đó chính là Diamond Bay Resort tiêu chuẩn quốc tế 4 sao do tập đoàn Hoàng Cầu làm chủ đầu tư, gắn liền với tên tuổi của nữ tỷ phú Tư Hường. Khu nghỉ dưỡng cao cấp này được biết đến là nơi từng diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ thế giới vào năm 2008. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi sắc đẹp cực kỳ nổi tiếng này. Năm đó thì đại diện của Việt Nam là đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm chỉ dừng lại ở top 15 và người đẹp Dayana Mantoya người Venezuela đã xuất sắc giành được vương miện Hoa hậu. Quý vị thân mến, ở ngã tư phía trước nếu chúng ta rẽ tay phải sẽ vào khu vực của Lễ Tân. Còn bên tay trái đây chính là trung tâm hội nghị Hoàng Vũ trực thuộc Diamond Bay Resort, chính là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ vào năm đó. Diamond Bay Resort hiện đang sở hữu một bãi tắm riêng rất yên tĩnh và trong lành, được mang tên là Nhũ Tiên. Tại đây còn có cả một sân golf view biển 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế và một sân tập golf được trang bị các phương tiện hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của golfer như là sân tập trong nhà, ngoài trời, khu tập chipping, putting, hố cát, pro shop, đèn chiếu ban đêm, hướng dẫn thực hành qua video, sân tennis và các huấn luyện viên golf rất chuyên nghiệp sẽ mang đến cho khách hàng sự phục vụ tuyệt vời nhất. Quý vị thân mến, hiện giờ xe của đoàn chúng tôi đang di chuyển qua cây cầu Bình Tân. Vượt qua hết cây cầu này thì đoàn chúng tôi chính thức bước vào trung tâm của thành phố biển Nha Trang. Và tôi cũng xin phép được tạm dừng video tại đây. Xin được hẹn quý vị và các bạn trong một video khác để tôi có thể giới thiệu được chi tiết hơn về toàn cảnh ngành du lịch của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.